trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông tiến đưa con nước chia đôi bờ. Ê, dạ. Giao hết toàn bộ số gạo này qua ông Triệu. Ủa, nhưng ông hứa là khách hàng quen từ trước tới giờ của ông hội đồng mà. Bây giờ mày là chủ hay tao là chủ? Dạ, nếu mà chúng ta không giao hàng như thỏa thuận á, thì mai mốt bất mối làm ăn luôn đó. Mối này là mối lớn đó. Bây giờ tao nói như thế nào thì mày cứ nghe như vậy. Mày lộn xộn, tao đuổi cổ mày bây giờ. Mình làm như vậy thì mất uy tín làm ăn, mà sau này khách hàng ai mà làm ăn với mình nữa. Vậy bây giờ uy tín đó với lại chén cơm của mày, mày chọn cái gì? Làm mau đi. Dạ. Tại sao còn ngồi đây? Dạ. Mớ gạo này tại sao không giao cho ông Hứa? Dạ xong rồi, nhưng mà Dương Ba không có cho chuyển đi. Tại sao? Dương Ba ký kết với ông Triệu nào đó, chuyển hàng cho ông ấy, không có chịu chuyển hàng cho ông Hứa. Tôi đã giải thích với Dương Ba là ông Hứa là khách hàng lâu năm của chúng ta. Mối hàng lớn như vậy nếu mà không giao thì sau này mất uy tín làm ăn là ông hội đồng chết luôn á. Nói rồi mà Dương Ba có thèm nghe đâu. Anh Ba, có phải anh tự ý đổi khách hàng cũ của cha thay vào đó là khách hàng mới đúng không? Phải thì sao? Làm ăn chữ tín là hàng đầu anh cũng biết mà. Tại sao lại hành động nóng nổi như vậy? Nếu như cha biết được anh tự ý làm mất uy tín khách hàng lâu năm của cha thì cha sẽ buồn như thế nào? Dượng không cần phải dạy tôi cách mần ăn như thế nào. Tôi biết nên mần cái chi và không nên mần cái chi. Chứ bây giờ Dượng nghĩ coi, mần ăn là phải đưa lợi nhuận lên hàng đầu. Bây giờ cứ chiều theo khách hàng cũ như vậy hả? Rồi lợi nhuận ở đâu? Mần sao mà phát triển được? Đúng, kinh doanh là phải cần có lợi nhuận. Nhưng làm ăn lâu dài thì phải cần có lòng tin và chữ tín với khách hàng chứ. Tôi không cần là Dượng dạy tôi cách mần ăn như thế nào. Từ lúc thằng này đi ra mần ăn thì Dượng còn đang ngồi ở nhà học bài đó. Tốt nhất là chuyện của tôi, Dượng đừng có xen vô. Có phải trước đây anh cũng đã từng dùng cách này để chơi khăm anh Thế, khiến anh ấy mất uy tín với cha đúng không? Phải, chính tao mần đó. Dù gì cũng là anh em trong một nhà mà, tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy chứ? Chẳng qua đó là một thằng ngu mà học đòi đi ra ngoài mần ăn. Ngu thì phải chịu, chẳng qua nó chỉ là một thằng bất tài. Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Phận Làm Dâu, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập phim đã phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.